Ngày 16 tháng 10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao nói chuyện với tài xế xe khách trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra tại quốc lộ 1, đoạn trên cầu vượt Trạm 2, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức. Anh Minh Nhật, người đã quay clip cho hay, hơn 9 giờ sáng ngày 14 tháng 10, anh chạy xe trên quốc lộ 1, quận 12 đi khu du lịch Suối Tiên. Khi đến cầu vượt Trạm 2 thì xe tải và xe khách bất ngờ dừng giữa đường, khiến các phương tiện cùng chiều không thể di chuyển. Sau đó, một đàn ông bước xuống xe tải, cầm dao đến nói chuyện với tài xế xe khách. Do có người đàn ông khác can ngăn nên người cầm dao cắt hung khí rồi lên xe rời đi. Anh Minh Nhật cho biết, đăng clip trên mạng xã hội bởi hành động trên là không đẹp. Hiện lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực vùng núi phía Bắc và Trung Bộ tiếp tục có mưa rông rải rác, kèm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Từ 21 giờ ngày 15 tháng 10 đến 3 giờ ngày 16 tháng 10, khu vực các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Mường Khoa 1, Lai Châu 53,2mm, Trung tâm 1, Yên Bái 113,4mm, Tân Đồng, Yên Bái 105mm, Tân Dân 2, Hòa Bình 67,4mm, Thanh Phong, Thanh Hóa 78,2mm, Đức Giang, Hà Tĩnh 55,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong sáng ngày 16 tháng 10, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa. Tại Lai Châu, Yên Bái và Hòa Bình, mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh, từ 20 đến 40mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay 16 tháng 10, từ sáng đến trưa trời nắng, về chiều tối mây rông phát triển và gây mưa rào và rông trên diện rộng. Mưa lớn kết hợp chiều cường nên cảnh báo hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hôm nay thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to về trưa và chiều tối. Lưu ý mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ, cao nhất 31 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 86%. Còn tại các tỉnh Nam Bộ, thời tiết trong ngày nhiều mây, gió nhẹ, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung chiều và đêm với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong khi đó, thời tiết trên vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Vâng thưa quý vị, còn tại Cần Thơ, dự báo từ hôm nay, mực nước đỉnh chiều trên các sông rạch thành phố tiếp tục lên cao và sẽ vượt mức báo động 3. Sau đó, mực nước sẽ duy trì ở mức trên báo động 3 cho đến hết ngày 22 tháng 10. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh chiều hàng ngày vào lúc sáng sớm từ 5 đến 8 giờ và chiều tối từ 17 đến 20 giờ. Đáng chú ý, mực nước cao nhất của đợt chiều cường lần này có thể vượt báo động 3 từ 18 đến 28cm và có khả năng thiết lập đỉnh chiều lịch sử mới ở thành phố Cần Thơ. Trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2023, trên địa bàn thành phố Cần Thơ ghi nhận có 13 năm cao độ với mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu vượt mức 2m, vượt báo động 3. Trong đó, đỉnh chiều cao nhất lịch sử là 2,27m, cao hơn báo động 3 là 27cm. Xuất hiện vào ngày 12 tháng 10 năm 2022 và cũng trong đợt chiều cường rằm tháng 9 âm lịch. Chiều qua 15 tháng 10, lò hơi trong cơ sở làm trầm hương ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh phát nổ, khiến 5 căn nhà bị sập tường, vỡ kính, hư hỏng xe máy, bé gái 10 tuổi bị thương. Vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm qua, người dân sống trong khu dân cư ở xã Vĩnh Lộc nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở sản xuất trầm hương rộng hơn 100m2, nằm trong hẻm, cách đường kênh trung ương khoảng 300m. Sức ép từ vụ nổ khiến cơ sở này vỡ nhiều mảng tường, hư hỏng đồ đạc,
5 căn khác ở bên cạnh bị vỡ kính cửa sổ, nứt tường, sụp la phòng. Bé gái 10 tuổi ở trong nhà bị chấn thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cơ sở này làm viên gỗ thành chuỗi hạt và sau đó hấp hơi tinh dầu trầm tạo mùi hương. Cho đến 19 giờ, lực lượng chức năng đã phong tỏa xung quanh hiện trường, di rời các hộ dân trong khu dân cư xảy ra sự cố, đề phòng kết cấu các căn nhà bị yếu có thể sụp đổ. Nhằm thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND huyện Diễn Châu đang tiến hành các quy trình thủ tục để đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi. Tuy nhiên, khi quy hoạch được công bố, dự án đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Ngay sau khi công bố quy hoạch xã Diễn Lợi, ngày 22 tháng 9, Ủy ban dân xã đã tổ chức họp lấy ý kiến người dân 6 thôn trên địa bàn về việc xây dựng nông thôn mới, trong đó có xây dựng dự án nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn, nhưng 100% người dân không đồng tình. Sau đó, người dân đã nhiều lần tập trung tại khu vực quy hoạch, thậm chí còn kéo lên trụ sở chính quyền các cấp để phản đối việc triển khai dự án. Cái thứ nhất như vậy là lo lắng, một là ô nhiễm về nguồn nước, cái thứ hai là ô nhiễm về cái môi trường, cái không khí trên bầu trời. Vì sao? Vì cái dân xã lớn này, nói chung các xã lân cận xung quanh là nói chung hưởng cái đầu gió của chúng Nam Lào hất về đây. Đấy. Nên từ đó là ảnh hưởng nhiều, chứ không phải là một số khu vực xung quanh. Sau khi có cái văn bản chỉ đạo của tỉnh và của huyện, thì ủy ban cũng thực hiện đầy đủ các cái quy trình, tức là báo cáo với lãnh đạo, để sau đó là triển khai lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và các cái tổ chức đoàn thể. Đến thời điểm thì bây giờ là nhân dân hầu như là 100% họ không đồng tình với cái dự án. Đây rất là khó cho địa phương. Được biết, dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang cấp huyện theo mô hình công viên sinh thái được triển khai tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có quy mô 60 hectare. Hình thức an táng tại nghĩa trang gồm cát táng, hỏa táng, di chuyển và quy tập theo quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt, không bố trí hung táng và chôn một lần. Dự án được quy hoạch lắp đặt lò hỏa táng có công nghệ đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Việt Nam và châu Âu. Và đối với huyện Diễn Châu thì quy hoạch vùng của huyện Diễn Châu giai đoạn 2025 đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 thì đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt ở quyết định 2485 ngày 11 tháng 8 năm 2023. Thì tại xã Diễn Lợi có một nghĩa trang vùng và tại xã Diễn Yên là 60 hectare và tại xã Diễn Yên thì có cái nghĩa trang của huyện là 15 hectare. Do đó hiện nay tất cả các nội dung công việc chúng ta đang tập trung vào là xây dựng và hoàn thiện theo đúng cả quy hoạch được duyệt tại xã Diễn Lợi. Theo quy hoạch, hàng rào khu đất dự kiến xây dựng dự án đến khu dân cư gần nhất có khoảng cách 600 mét. Khi quy hoạch chi tiết sẽ bố trí khu lò hỏa táng tại vị trí cách xa khu dân cư, tối thiểu 750 mét. Khoảng cách này đảm bảo 1,5 lần so với quy chuẩn. Trong quá trình vận hành lò hỏa táng, cơ quan chức năng cam kết 5 không: không khói, không mùi, không nước thải, không bụi và không có tiếng ồn. Cán bộ đảng viên nhân dân của huyện cũng như là xã, đặc biệt là xã Diễn Lợi và những xã lân cận, chúng ta hiểu được cái nội dung này và cùng nhau để chúng ta thực hiện tốt. Bây giờ chúng ta theo tinh thần là chỉ bàn làm chứ không bàn lùi, làm thế nào làm được sau này để người con em công dân và đặc biệt những người em người ta đánh giá được cái nội dung này là một cái dự án mà đem lại hiệu quả thực sự cho người dân Diễn Châu. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai các thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của dự án để trình Hội đồng Nhân dân huyện thông qua, Ủy ban dân tỉnh phê duyệt theo quy định Luật Đất đai năm 2024. Công tác chuẩn bị dự kiến hoàn thành tháng 1 năm 2025. Thời gian hoàn thành xây dựng phân khu hỏa táng dự kiến vào tháng 5 năm 2026.